thủ Tete được làm mai trai đẹp. Cái gì? Mày kiếm cho tao một anh đẹp trai. Mau! Chừng nào anh đẹp trai tới? Chắc cỡ một hai bữa nữa. Từ ma rồi. Trời ơi, mày cái gì vậy? Tao kêu mày là bọn đồ mới đàng hoàng đi để đón ảnh mà. Tại sao mặc đồ lịch sự để tao đón ảnh đi? Trời ơi trời, đi vô, quay vô tay đồ khác điện cho tao. Trời chưa nắng trang trang mà mày bận đồ nỉ. Mà thôi đi, giờ tao dặn nè, đây là lần đầu tiên người ta tới nhà mình, cho nên là mày làm ơn mày bình tĩnh, mày đừng có kiểu mày hù người ta chạy mất dép đi nha. Thôi mày yên tâm đi, tao đảm bảo không có chuyện gì đâu, tiếp đúng đâu hảo. Nhớ nghe chưa? Ừ. Để tao coi coi. 1:10. Chắc là tới rồi đó, để tao mở cửa.